Vâng, 15X Bình Dương xin chào tất cả bà con, cô bác, với cô chú, chị đang xem trên kênh YouTube của 15X Bình Dương nha. Và trong video ngày hôm nay thì 15X Bình Dương sẽ cập nhật cho bà con, cô bác khá là nhiều những cái thông tin mới nha. Nhưng mà trước tiên thì sáng hôm nay có một gọi là 5 cái bánh ít bà con. Mua 5 cái bánh ít để mà cúng cho chú nha. Thì sau khi mà cúng cũng như là lau mộ thì 15X sẽ cập nhật cho bà con, cô bác rất là nhiều những tin tức mới luôn. Đó. Hôm qua thì buổi chiều là 3 giờ 3 mấy gần 4 giờ là hai chồng 15 mét về rồi bà con ơi, về Hôm rước con đi học. qua đặc biệt là chú Ngăn Tấn có hỏi. Ủa? Chị cũng đi về theo luôn chứ. Ủa vậy hả? Trời ơi, hôm qua về vậy nè. Lên coi thì phát hiện là cô Ngọc Quyền với là chú Ngăn Tấn là đến mộ bà con. Rồi lúc đó là mấy giờ hả? 4 giờ mấy Có giờ? 5 mấy rồi. 5 mấy 6 giờ đúng không? Trời ơi. Đặc biệt là chú Ngăn Tấn có hỏi 15 mét đâu không thấy. À, hôm Anh qua thì hôm qua anh cũng có coi thì cảm ơn chú Ngăn Tấn rất là nhiều. Trời ơi. hỏi à, hỏi em ủa 15 mét đâu không thấy, nói anh về rồi. Ông má kìa. Tại vì chú ơi, con Để em sao hai học. chồng con về sớm rước con đi học. Đây 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 đây. Bữa nay mình lấy cái Con dĩa đi gì? về đi học đi. Thì rước con đi học về. Còn dĩa nào anh Ngọc? Dĩa này. Hả? Thôi lấy dĩa này đi. Có 5 cái bánh ít mà. À, cảm ơn chú Ngân Tấn rất là nhiều nha. Trời ơi, con hôm qua con về con coi mà con thấy như vậy là con quá xúc động luôn. Tại vì con rất là vinh hạnh khi mà chú. Bây giờ lau cái dĩa bà con. Em gái là bập đúng không? À. Hả? Calamen của con Quyền quay nhà. Thì để giấy ra. Là cái gì đó bỏ bánh bích cho bà con thôi. Anh Hoàng quay cái đi theo qua đứng sau lưng quay mới sáng. Chứ bằng đêm mình quay không có sáng được vậy. Hôm qua là cô Ngọc Quyền với là chú Ngân Ân Tấn là ở tới tối luôn đúng không hả? Đúng rồi. Mà một cái đặc biệt là cô đến là từ lúc chiều. Là mấy anh em ở mộ còn mà. Chiều. Cái đó mới vừa trưa mà tối. Ít gì chưa? Ít gì. Em về em rước con hồi lúc gần 4 giờ nè. Chỉ vậy nha, hình như từ đầu tới giờ luôn á, từ lúc mà cậu bắt tới giờ lúc mà cô Huyền xuất hiện vậy đó, anh đi chưa quay được clip nào luôn á. À đúng rồi đó, đó là mình ở đây luôn nha, mình nhớ ngày đầu tiên nha, nhớ ngày đầu tiên là cô đến là buổi sáng hừng đông, là có ai quay, Tại quay với ai nữa, ai quay được nhớ cái thời điểm đó, ngày đầu tiên đi xe màu cam. Cô lên mấy lần rồi nhân đậu luôn hả? Ừ, mấy lần ơi. Bữa nay nha. Cảm. Ngày 14 chính là mà dịch thanh coi chủ kênh YouTube mà mình là thành viên kênh và các chi viện của mình cùng nhau ra chi viện cho thành phố Bình Dương. Đồng thời cũng là một sự tham gia chính ngày hôm nay. Mặc dù chúng ta đã mang đến tất cả các bạn ở xa xa của thành phố Bình Dương. Thì hôm nay có thắp ba nét vui này cùng với thành phố Bình Dương của họ. Ở tối con Ngọc Quyền có hát không ta? Hát nữa hả? Có, hát chay hay lắm nha. Hát đằng mộ bác Tam Phương với mộ chú Thanh Sơn nè. Tại bác Tam Phương là sáng tác nhiều bài nhạc hay lắm. Thành phố buồn rồi đó. Rồi bây giờ lau mộ bà con ơi. Đây, trước khi mà lau mộ thì 15X sẽ quay hai cái bó hoa của cô Ngọc Quyền cho bà con cô bác chúng ta xem nha. Đây, cái nào là của chú Ngân Tấn đâu chị? Đây, cái này là tổng cộng là 15X là thấy là có 3 bó hoa. Đây là bó hoa hồng đỏ kết hợp với là hoa hoa cúc đúng không ta? Hoa cúc trắng nè. Bên kia là một bó hoa. Bên đây là hoa. Cái này là hoa hoa cẩm chướng với là một số những hoa khác. Trời ơi quá đẹp luôn bà con. Bên kia một bó hoa nữa. Hồi năm cũng vừa tới ha. Đó bà con cô bác thấy đẹp chưa? Và cái điều đặc biệt là mỗi lần mà cô Ngọc Quyền tới á, là cô đều mua hoa cho có nghệ sĩ Tô Du Linh nha.
đây bà con. Giờ cười bấm máy chưa? Rồi. Tao bấm ở ngoài bấm vô qua. Cái bó này chắc cô chú ngần tướng quá. Đó, quá trời đẹp luôn ha. Ủa, cái này là thiệt hay giả? Cái này thiệt đúng không? Cái này thiệt. Thiệt hay giả? Thiệt. Chị dầm, chị tưởng luôn sao giả. Thiệt. Nó bị mớp kìa. Ủa, mớp đâu, không giả nó không ơi. Thiệt. Bảo đảm thiệt luôn. Thiệt. Thiệt, thiệt nè. Thấy chưa? Thiệt 100% không? Thiệt 100%. Vậy là hoa thiệt, người thiệt bà con ơi. Quá là tuyệt vời luôn. Rồi bây giờ là một thử lo. Cái đó là thử lo. Đọc kinh thử lo đó chị. Sáng nào gầm. Tức là rầm là có hài lòng nha. Chứ không phải thì gầm thì chưa, nay mai 14, 15 nè. Cái linh qua tệ, linh qua tệ đàn á. Rầm là có người thầy, thầy thiệt đọc chứ không phải là mở mở nhạc ghi sẵn nha, cho nên ta thử lo đó. Thử lo hả? Lo đó. Chứ đâu lễ gì đâu. Lễ là hôm qua là chú chắc rất là vui ha. Hôm qua thì đêm hôm trước chứ, đêm hôm trước là lễ là chuyện gặp hổng giờ rồi. Em nè, em là cháu nè. Rồi sáng hôm sau là được con nè ha. Rồi bắt đầu tới chiều là tới chiều là được cô Ngọc Quyền với là chú Căn Tuấn. Vậy là chỉ vòng vòng à, 2 ngày là cố nghệ sĩ ưu tú Du Linh có quá trời người thân với là đồng nghiệp vĩ mẫu luôn. Đó. Như vậy thì phải nói rất là vui nha. Nhưng mà nói với con với là đồng nghiệp là ta lên ban ngày, còn mà cô với cháu thì lên ban đêm. Khác biệt rõ ràng ha. Dạ. Con với đồng nghiệp thì lên ban ngày thì được các anh em YouTube quay lại rất là được cái tuyệt vời. Với thêm một ông Du Dơ nữa. Hả? Ông gì vậy? Ông Du Dơ. Ông Du Dơ là ông nào? Ông Du Dơ, ông gì ta? Sặc Bính đó. Ừ, sặc Bính ông đó là chị Bính gọi là ông Du Dơ hả? Ừ, ông đâu dính díu gì đâu, ông Du Dơ mà ông còn hùng rỗng mà kêu to nữa. À vậy là cái ông đó chị Bích gọi là ông hùng rỗng kêu to, không dính dáng gì mà đi ở nhà kém mà mình đòi rủ ta xuống dưới hả? Đòi hẹn ta tới nhà luôn mà nhà không phải nhà của ổng bà con ơi. Ông Bá Dơ. Bá Dơ. Trời đất ơi, chắn rộng. Quá đẹp bà con ơi. Hôm qua có nghe clip của cô Ngọc Quyền nói thì hôm nay là cô Ngọc Quyền về Mỹ để mà hát hình như là ba suất từ thiện á. Cho nên là trước khi về là cô Ngọc Quyền với là chú Ngân Tướng lên ví mộ cố nghệ sĩ. Ngân Tấn có về Mỹ đâu không ta? Hả? Tấn ở đây mà. Ở đây hả? Chú Ngân Tấn thì ở Việt Nam. Hôm qua phải nói rất là vậy vui là đi khi mà á. Nghe chú Ngân Tấn hỏi ha. 15 mét đâu? Qua. Trời chú ơi, gửi lời 15 mét thì cảm ơn chú rất là nhiều ha. Trời ơi, rất là vinh dự mà được từ chú gọi tên. Thì hôm qua thì hai chồng 15 mét là về sớm để rước con. Do ông bà ngoại là có việc trong lòng của sắp xếp chú Ngân Tấn về gần 4 giờ nhưng mà về chứ nhưng mà lúc rảnh thì mình vẫn hay xem đó, thấy mấy anh em quay được con Ngọc Quyền với là chú Ngân Tấn thì quá là vui rồi. Lên đi thăm tất cả những cái ngôi mộ nghệ sĩ xung quanh ha, thăm mộ của nhạc sĩ Lâm Phương đó nè, rồi mộ của là cố soạn giả Diễn Châu. Rồi sau khi mà đi thăm quan xung quanh hết cô Ngọc Quyền với là chú Ngân Tấn bắt đầu quay trở lại mộ của chú Du Linh tâm sự với là chú đến tối luôn đó. Thì mình thấy phải nói cô Ngọc Quyền với là chú Ngân Tấn là hai người nghệ sĩ nha, sống rất là có tình có nghĩa. Ca sĩ Lâm Phương là một trong những người mà các
cô chú anh chị biết là từ lúc mất tới giờ là đến mấy lần rồi? Anh Lâm Hùng là mỗi lần dỗ tổ là đến, còn con Quyền là đến được 4 lần rồi. Chú Ngân Tướng nè, chú Ngân Tướng cũng 4-5 lần. Mỗi lần mà có những cái sự kiện đặc biệt là chú Ngân Tướng cũng đều có mặt. Ví dụ như là đại lễ Vu Lan hồi năm rồi, rồi rất là nhiều những cái ngày khác, ngày dỗ đó. À, cái đợt trước em nhớ là cô Cộng Quyền anh sao? Là đến là mang hay là 7-8 cái bó hoa luôn, là cô Thanh Kim Huệ nè, rồi chú Nam Hùng nè, rồi chú Thanh Sơn nè, rồi soạn giả Diễn Châu nè, rồi hôm qua hôm qua là có nhạc sĩ Lam Phương nữa. Em thấy như bên nghệ sĩ ưu tú của Thanh Sang có nữa kìa. Chú Thanh Sang nữa đó. Đó là những nghệ sĩ mà cô Ngọc Quyền là tôn trọng. Tôn trọng với chắc lẽ là lúc trước cũng có diễn chung á. Tôn sư trọng đạo. Chắc có diễn chung thì phải. Có diễn chung với lại mà những người mà giúp cho cô để mình có thể là nổi tiếng. Đúng rồi. Rồi những người đồng nghiệp, những người anh trong nghề. Đó. Anh có người kiếm cả anh Minh. Đó thì hôm qua phải nói khi mà mình xem được vậy thì phải nói rất là vui ha. Quá vui luôn. Tại vì một trong những người đồng nghiệp của chú mà đặc biệt chỉ trong 2 ngày. Ừ. 2 ngày thôi mà hình như là đầy đủ hết. Gia đình, con cháu, rồi đồng nghiệp và con đến đầy đủ ha. Đây, bây giờ mình vô mình coi có bó hoa trong đây. Nhưng mà dù sao thì các cô chú các chị thấy khi mà chúng ta đến ban ngày thì rất là bình thường và rất là vui, tại có rất là nhiều anh em YouTuber ghi hình lại chia sẻ. Chứ mà bây giờ mà đi ban đêm mà tối thui tối hít mà không thấy ai hết qua chiên là coi như là không còn ai đi về hết. Đúng rồi. Thì nó lại nhiều xảy ra nhiều vấn đề lắm, cho nên hôm trước mình làm ít cũng có nói gia đình của nghệ sĩ, ví dụ như là bên phía cụ Sáu hay là ai gì đó, thì mình có thể là đến ban ngày đi, mình đến ban ngày mình phiến bình thường, hoặc là đến lúc chiều cũng được, tại vì lúc đó là vẫn còn các anh em YouTube đó, còn những người mà người ta gọi là người ta hỗ trợ, ví dụ như là mình đem hoa hoặc là trái cây tới mình cúng thì sau khi mình ra về thì sẽ có bộ phận người ta dọn dẹp, ta cắt để tránh những cái trường hợp đó là hưu nai nó vào nó phá mộ chúng đó. Ví dụ như hôm qua đi con Ngọc Quyền với là chú Ngân Tướng mang những cái bó hoa tươi thắm đến biết mộ chú. Nhưng mà sau khi mà cô ra về thì dĩ nhiên là sẽ có những anh em đâu, là người ta đem những bó hoa đó người ta cắt. Mấy thằng hay mặt á, nó hay thường thường nó hay đến ban đêm lắm. Thì đó. Ừ. Với lại biết sao? Đâu dám đi ban ngày đâu. Anh ví dụ như vậy nè, em nói anh Bin nghe nè, tức là có lửa. Đó, đó, đó. Lỗi trống chị. Tức là ví dụ như cô Ngọc Quyền như là chú Ngân Tướng hôm qua đến với mộ chú đi. Ừ. Thì có 3 bó hoa đúng không? Đúng rồi. Thì sau khi mà cô về thì dĩ nhiên mấy anh em sẽ đem 3 bó hoa này đem cắt và sang ngày hôm sau sẽ để lại. Chứ không có để trên mộ luôn qua đêm bà con. Tại sao? Tại vì hưu nai nó vào nó sẽ phá tàn nát hết, nó nghe mùi hoa đó. Rồi khi mà nó vào nó phá, nó dặm mộ này nọ rồi. Mà các cô chú anh chị biết là mộ chú là có những cái đèn sen này nọ, rồi những cái chậu hoa rất là nhiều, nó cũng dễ vỡ lắm đó. Cho nên là mình đến ban ngày hoặc là khi còn tất cả những anh em YouTuber tại mộ thì tại mộ thì lúc nào cũng còn các anh em YouTuber là từ 6 giờ sáng nè cho tới 5 giờ chiều nè là các anh em YouTuber là còn nha. Còn khoảng sau 5 giờ á là do phía bên hoa viên người ta không có mà cho ở lại, cho nên là buộc là phải đi về đó. Cho nên cái khung giờ đó là mình đến thì rất là tuyệt vời, vừa giúp bảo vệ mộ chú nó không bị con này con kia quấy phá đó, mà cũng gọi là cái mình đến đường đường chính chính này người ta không có nghi ngờ gì mình nữa đó. Các cô chú chị chứ thấy giờ hôm qua là con Ngọc Quyền với là chú Ngân Tướng đến là tất cả anh em gọi là còn 3-4 người luôn, còn 3-4 người luôn là còn anh Ngọc nè, anh Phương nè, rồi Hải nè, nó còn 3 người. Chỉ có hai chồng mà 15 mét với chị Bích là về sớm đó, hai chồng 15 mét là về đứa con thôi đó. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì 15 mét cập nhật như vậy để cho bà con cô bác chúng ta biết được ha, cái thông tin như vậy đó. Thì để mà cập nhật cho bà con nha, tin vui
tin vui trời sáng nay. Đó, sáng nay thì hai vợ chồng 15 mít không có gì ngoài cái tấm lòng cúng chú 5 cái mít. Bữa nào thì mình thấy có bánh đít thì mình cúng bánh đít nè, còn không thì mình cúng nước ngọt hay là cà phê sữa gì đó, mấy anh em củ ít lòng nhiều. Đó, rồi nhân đây thì 15 mít cũng cảm ơn chú Ngân Tướng rất là nhiều nha. Cảm ơn chú Ngân Tướng, cảm ơn con Ngọc Quyền đã dành thời gian đến viếng mộ của cố nghệ sĩ. Chúc chú Ngân Tướng cũng như là con Ngọc Quyền sẽ lúc nào cũng nhiều show hết. Đó, lúc nào cũng đắt show nha. Và đặc biệt là phải chắc như bắp, nhận show là phải đắt như bắp. Đó. Rồi đến đây thì 15 hết Bình Dương cũng xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả bà con, cô bác, với cô chú, anh chị rất là nhiều nha. Bà con xem video nhấn like cũng như đăng ký kênh để mà cập nhật những tin tức mới nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.